Cảm ơn các bạn đã theo kênh Game Giải Trí. Bây giờ mình chỉ gửi đến các bạn một trận đấu rất hay, một trận đấu lực cao rất hay của cả hai bên nha các bạn. Cả hai bên đều có những pha lực cao cực kỳ tuyệt vời. Đây là một tình huống Mahaga 2 sao, 2 cúp đã giảm từ bỏ con bài trong Ganora, rất là dân chơi thôi các bạn. Như vậy là dùng ngập bài pha đi bằng tối, bạn trùng con bài rất quan trọng của Vũ Thủy. Tiếp tục dùng ngập pha đi bằng tối các bạn. Chỉ trong vòng một tính thì Izu phản công rất mạnh mẽ. Bên này thì Haga cũng không kém cạnh, tạo ra một dàn nữ Vũ Thủy đỡ đòn. Hy sinh một con bài để quay trở lại trong đây, con bài chỉ cày của Vũ Thủy. Sụp dày, sụp dày con bài Vũ Thủy đen. Phải đi một con bài đối phương khổng lồ hóa. Vâng, chuẩn bị dung hợp như vậy là tiếp tục dung hợp phá đi một tổ thất bại. Đối với chỉ còn một ngang điểm LP thì Haga đã phải thất bại. Chúng ta xem mà kỹ nhân vật của Isu nha. Một trận đấu rất hay. Đây là một cuộc chiến rất rõ ràng giữa Paris một tối và Phu Tiểu Đen thưa các bạn. Một bên là chơi kiểu Phu Thủy dũng hợp, còn một bên là chơi kiểu Phu Thủy combo. Ở thời hôm nay thì Haga là điểm mà LP quá thấp, nghĩ như vậy. Đó chính là tình huống kết thúc trận đấu. Cả hai đều cũng hiện một trận đấu rất tuyệt vời thưa các bạn. Một bên là chơi Phu Thủy dũng hợp, một bên là chơi Phu Thủy combo. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem nha.